Anh ơi. Ôi em. Anh xem em cái máy cái. Bây giờ sao? Quyên đi nhặt chạy máy của dân về dựng lên bán đấy mà. Máy này chắc là chết nguồn rồi. Chết nguồn làm sao được anh? Cái máy này chắc chỉ kiệt pin thôi. Chú thì biết cái gì? Anh nhìn đồ của em này, xì này, tí này, banh này, hàn đây, cả tô vít nữa. Ủa ôi, túi bé mà đựng nhiều đồ thế. Em có thiếu gì đâu, cái gì em chả biết. Thế thì đi ra kia cắm được. Em làm ngày này lâu chưa? Em mới đi làm hôm qua anh ạ. Có gì anh chỉ bảo em nhé. Thế mà sắm sửa đầy đủ thế. Anh sửa anh ai? Làm nghề lâu chưa? Ui ơi, anh làm lâu rồi. Em thấy quả pin thì người ta tháo khó lắm. Ui dồi, có gì khó đâu em. Đây. Đấy. Ui ôi, tôi giỏi thế, nhấc nhẹ cái ra. Ui dồi, có gì đâu em. Anh chưa? Tháo nhẹ thế là ra em mà có cái gì đâu. Anh giỏi thật đấy. Thằng bền chắc đấy. Mày quá ra rồi. Tôi anh ơi, làm sao này? Hả? Cái này là bộ phận rời. Đấy, em nhìn chưa? Đó chưa? Đấy. Cái gì? Thừa đi, rất đi. Thế học được mấy năm rồi. Ui dồi ôi, anh mới được có 2 ngày. Mà con này tháo ra để làm gì nhỉ? Ô, thế em tưởng anh sửa. Cái con này chết nguồn rồi, không lên được đâu. Bỏ thôi.